Tư Đằng, vì sao phim mới của Cảnh Điểm lại nổi tiếng và được yêu thích đến vậy? Từng là một bộ phim không nhận được quá nhiều kỳ vọng, nhưng giờ Tư Đằng lại hot bất ngờ. Bộ phim Tư Đằng do Cảnh Điểm và Trương Bân Bân đóng chính đã lên sóng từ ngày 8 tháng 3. Cho đến nay, tác phẩm đã vượt mốc 100 triệu lượt xem và được chấm 7.7 điểm trên Douban. Việc Tư Đằng thành công ngoài sức tưởng tượng khiến khán giả cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng trước đó đây là một bộ web drama không nhận được quá nhiều kỳ vọng. Vậy nguyên nhân gì khiến Tư Đằng lại nổi tiếng và được yêu thích đến vậy? Dàn diễn viên trẻ tham gia Tư Đằng cũng có sức hút rất lớn như Cảnh Điểm, Trương Bân Bân, Lý Mộc Thần, Trương Diệc Trì. Trong phim, người đẹp vào vai nhân vật bán yêu Tư Đằng. Sống dậy sau vài trăm năm, Tư Đằng không quen với thời đại mới, có tính cách tiểu thư, thường xuyên tỏ ra khó chịu với nam chính Tần Phóng, Trương Bân Bân, kẻ mà cô coi như người hầu của mình. Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh thể hiện lối diễn xuất linh hoạt, duyên dáng, giúp làm nổi bật tính cách vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu của Tư Đằng. Bên cạnh đó, cô gây chú ý với ngoại hình kiêu sa đài các trong loạt trang phục thời xưa. Không ngờ có một ngày tôi lại phải khen ngợi diễn xuất của Cảnh Điểm. Diễn xuất của Cảnh Điểm tự nhiên, dễ chịu, cô ấy hợp với phim truyền hình hơn là điện ảnh. Không hổ là đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh. Cảnh Điểm đẹp tới mức tôi không thể rời mắt khỏi màn hình. Tôi nghĩ cô ấy đã chọn đúng nhân vật cho mình. Tư Đằng đáng yêu lắm. Cảnh Điểm là thuốc độc phòng vé, nhưng cô ấy diễn mấy bộ phim truyền hình đều khá ổn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ phim, là một số lời khen ngợi mà khán giả dành cho nữ diễn viên. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Cảnh Điểm và Trương Bân Bân cũng được đánh giá cao. Hai nghệ sĩ có ngoại hình sáng, tung hứng ăn ý, tạo nên bộ đôi màn ảnh thu hút. Ban đầu, Tư Đằng thực tế bị đánh giá là dự án hạng B. Bản thân Trương Bân Bân là tài tử từng tham gia nhiều tác phẩm, nhưng chưa có bộ phim nào gặt hái thành công vang dội. Theo Sina, Cảnh Điểm từng được các nhà sản xuất o bế, chọn tham dự nhiều dự án điện ảnh bom tấn. Tuy nhiên, sau những thất bại của Pacific Rim, Uprising hay Thanh Hỏa Nam Cao, giới sản xuất đã bỏ rơi đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh. 3 năm qua, Cảnh Điểm không tìm được dự án điện ảnh mới. QQ bình luận Tư Đằng có thể là điểm nhấn đáng chú ý trong sự nghiệp, giúp Cảnh Điểm lấy lại sự yêu mến của khán giả sau thời gian dài bị chê bai, ghẻ lạnh. Không chỉ trẻ tuổi, dàn diễn viên của Tư Đằng đều có những tác phẩm nổi tiếng gây chú ý, có thể thấy đội hình này khá mạnh so với những web drama thường thấy của Trung Quốc mấy năm qua. Trung thành với nguyên tắc, cải biên hợp lý. Nội dung của Tư Đằng bắt đầu vào Dân Quốc năm 1936, khi Tư Đằng, Cảnh Điểm đóng, vốn không phải là người và nắm trong tay sức mạnh. Tuy nhiên, cô lại bị giết chết. Hung thủ đã để lại một người đàn ông đưa thi thể của Tư Đằng đến chôn ở Đạt Na và phải đến năm 2020, cô mới có thể tái sinh nhờ máu của Trần Phóng, Trương Bân Bân đóng. Vì có sức mạnh đặc biệt, Tư Đằng đã buộc Tần Phóng phải trở thành người hầu của mình, từ đó anh phải chăm sóc cho cuộc sống của bà chủ xinh đẹp nhưng tính tình kỳ quái này. Kịch bản phim chứa nhiều nghi vấn, từ việc Tư Đằng bị ai giết và vì sao lại bị giết, cho đến việc vì sao máu của Tần Phóng có thể giúp Tư Đằng sống lại, cùng nhiều bí ẩn khác khiến khán giả có thêm động lực để xem phim. Với đề tài huyền huyễn, kỳ ảo mới mẻ, mối quan hệ chủ tớ độc đáo giữa nam nữ chính, bộ phim Tư Đằng khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Tác phẩm này nhận được nhiều lời khen ngợi vì giữ đúng tinh thần của nguyên tác và có một số sửa đổi thú vị khiến cho phim càng thêm hấp dẫn. Đây chính là một điểm cộng rất lớn cho bộ phim này. Ví dụ trong nguyên tác, nữ chính Tư Đằng là yêu nữ lạnh lùng, không chịu sự trói buộc của đạo đức cũng như pháp luật. Hơn nữa, phản ứng hóa học giữa cặp nam nữ chính gần như không có, còn khi chuyển thể trên màn ảnh nhỏ, đạo diễn đã khéo léo thêm thắt những tình tiết nhỏ, khiến Tư Đằng trở nên bình dị, tinh nghịch hơn như sợ sâu, tranh chơi trò chơi với trẻ con, ngơ ngác trước những thiết bị hiện đại. Thêm vào đó, Tần Phóng cũng có nhiều hành động quan tâm tới Tư Đằng, phát đường cho khán giả. Cảnh đẹp, người đẹp, diễn xuất hài hước đã thành điểm nhấn cho phim. Theo như khán giả nhận xét thì điểm nhấn lớn nhất của Tư Đằng chính là cảnh quay đẹp mắt. Việc quay trực tiếp ở những địa điểm thiên nhiên hùng vĩ khiến bộ phim chân thực hơn so với việc quay phim cùng với những tấm vải xanh rồi ghép cảnh sau. Khi xem phim, khán giả nhìn thấy cây cối, những loài động vật bé nhỏ khiến họ cảm nhận được sâu sắc hơn về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người trong đời sống thực. Một điểm cộng lớn cho bộ phim Tư Đằng là sự đầu tư hết mức cho tạo hình của dàn diễn viên. Cộng đồng mạng phải choáng ngợp với nhan sắc đỉnh chóp của Cảnh Điểm trong những bộ sườn xám sang chảnh, khoe khéo vóc dáng chuẩn không cần chỉnh. Không chỉ vậy, đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh còn để kiểu mày lá liễu, phù hợp với nhân vật yêu nữ đến từ thời dân quốc. Đây chỉ là một yếu tố nhỏ nhưng lại được khán giả đánh giá cao, nhất là khi các mỹ nữ xì bít khác còn đang mải mê đưa style mải ngang lên màn ảnh, bất chấp cả cổ trang lẫn hiện đại. Người chỉ đạo trang phục cho bộ phim, thầy Lý Manh đăng Weibo chia sẻ hầu hết các bộ trang phục đều là thiết kế riêng, cắt may theo dáng người của Cảnh Điểm. Các bộ trang phục được thêu tay tỉ mỉ họa tiết, đính thêm nhiều chi tiết đắt giá. Bởi vì Tư Đằng là bán yêu, lại sống từ thời dân quốc, nên trang phục của cô cũng phải thể hiện được sự tao nhã, sang trọng mà vẫn giữ được nét ma mị, quyến rũ. Xét về diễn xuất thì Cảnh Điểm đã tiến bộ hơn nhiều so với các bộ phim trước đó và khán giả không chỉ còn khen cô ở phương diện nhan sắc. Diễn xuất của Trương Bân Bân cũng khá ấn tượng và anh gần như lột xác trong Tư Đằng, được khán giả khen ngợi rất nhiều. Những thăng tiến về diễn xuất của Trương Bân Bân với vai diễn Tần Phóng khiến không ít người phải trầm trồ. Tư Đằng khiến khán giả nhớ đến bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới, kể về chuyện tình của một nhân vật bất tử có siêu năng lực với một người bình thường. Sự khác biệt về suy nghĩ, cách sống đã tạo nên nhiều tình huống hài hước khiến bộ phim không quá u ám hay nhạt nhòa. Tư Đằng, một người sở hữu siêu năng lực lại sợ côn trùng, dù tài giỏi đến mấy thì khi đi làm chứng minh thư cũng phải nhẫn nhịn chẳng dám làm gì. Ai nấy khi xem phân cảnh này đều cảm thấy rất thú vị và hài hước khiến họ không thể nhịn cười được. Đội ngũ chế tác đáng tin cậy. Đạo diễn của Tư Đằng là Lý Mộc Qua, anh từng tham gia chỉ đạo nhiều dự án phim nổi tiếng như Tân Tam Quốc,
Đông Cung, Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam. Đặc biệt là sau Đông Cung, Lý Mộc Qua được khán giả đánh giá là một trong những đạo diễn trẻ tài năng nhất hiện nay. Đối với một bộ phim thì đạo diễn có tầm ảnh hưởng rất lớn và Tư Đằng đã rất may mắn khi mời được một người có năng lực như Lý Mộc Qua. Phim bấm máy ở Shangri-La, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đầu tháng 9 năm 2019. Hoàn thành quay tháng 1 năm 2020, đoàn phim ghi hình ở nhiều vùng núi rừng, thảo nguyên, truyền thông điệp bảo vệ môi trường. Sau những tập đầu tiên, Tư Đằng đang có một khởi đầu khá tốt với 7.7 điểm mở màn, 26.000 đánh giá trên Douban. Hầu hết là đánh giá 4 sao với lời khen ngợi cho phim bám sát nguyên tắc, đầu tư quay cảnh thật với nhiều khung hình đẹp, đặc biệt là cảnh điểm rất hợp với vai khi thể hiện được vẻ rực rỡ lại ngây thơ của Tư Đằng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chê bai đạo diễn chưa truyền tải được mạch lạc bộ truyện của Vĩ Ngư, khiến cho phim rời rạc nhiều lỗi, tương tác giữa các diễn viên không ăn khớp. Nếu có gì khán giả chưa hài lòng về bộ phim Tư Đằng thì đó là những phần cảnh làm ghép với kỹ xảo ba xu ảo tung trào. Rất may, dựa theo kịch bản, nữ chính Tư Đằng đã mất đi nhiều phép thuật sau khi hồi sinh nên điều này không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của phim. Hiện tại thì Tư Đằng là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất bên cạnh các tác phẩm đình đám như Sơn Hà Lệnh, Cẩm Tâm Tượng Ngọc hay Ở Rẻ. Khán giả bị cuốn vào Tư Đằng và hy vọng bộ phim sẽ giữ vững được phong độ đến tận khi kết thúc.